thử thử nha. Đây mình lấy ra anh gỏi nè. Ngày hôm nay á, là một ngày rất là đặc biệt với mình nha. Tại vì ngày hôm nay á, là một ngày là mình đạt được 1.000 lượt sub rồi đó mọi người. Và mong muốn mình có thể là quay clip mà trực tiếp ở cho mọi người cùng xem mà đó nha. Thì ngày hôm nay thì cái ngày đặc biệt thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người đưa một cái thứ gì cho đặc biệt ta. Bây giờ mọi người suy nghĩ đây, bây giờ mình sẽ đưa bằng cái món đồ nào ta. Chứ mình nãy giờ mình thấy mình kia có một cái món đồ để mình hướng dẫn mọi người cùng khui về đó nha. Thì bây giờ bữa nay nhà đặc biệt có vui không đây? Giờ cho anh mượn cây iPhone đi. Cho mình thử cho mình đi. Đục, hình ảnh cũng đẹp quá nè. Anh lấy hẹn của bia. Hả? Anh lấy hẹn của bia. Thì thử thôi. Hả? Cái này đi. Cho anh mở cái 6 đi. Mày ơi, sợ hư điện thoại ơi. Mới thử. Hả? Mới thử. Có mở điện thoại 6 đi, cho nó ít đi coi cho nó đẹp. Đây. Nè mình thấy điện cái ít nào mà hình cũng đẹp mà. Hình ảnh cũng đẹp phải không? Rồi đưa vô tôi đi nào. Tôi đưa chắc được đó không? Không có được đó. Hả? Hả hư đó. Rồi vậy sợ hư không trả cho mình cái nào? Cái này. Cái này hả? Đi. Ừ, sao? Nói gì thay mình. Ta bên 6 nha mọi người. Thì Liên Ngô cho mình mượn xe bên 6 để cua bia nha mọi người. Thì mọi người thì mình thấy á là trên mạng á thường thường mấy anh em cũng có hay là mấy anh em độc thủ á có hay là ga lăng mà nọ trước những bạn nữ nọ thì cua hay là dùng cái điện thoại của mình ra cua bia. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người một cái hay vài cái thế cua bia bằng điện thoại luôn nhưng mà không hư nha. Tại vì mình thấy hay bị hư quá. Nên ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn những cái cách mà cui không hư nha. Bây giờ cái cách đầu tiên thì đây mọi người ạ, tay cho bia là ba cái tay ngón tay á là mình cầm điện thoại thì mình cầm thế như thế này nha. Đây cầm điện thoại cầm thế như thế này ra đừng có lật lại chị lật lại cái bể mình cầm đây bắt bốn ngón tay chịu dưới đây mình cui bằng cái góc dưới đừng nên cui bằng góc trên tại vì góc dưới là nó chỉ cụm đuôi sạc chứ cụm lo thôi. Còn góc trên á thì cam ga nó nhiều lắm nên mình hướng dẫn mọi người đây ba ngón tay dưới để mạnh xuống nha đây ra đây đây mọi người để thử thử nha đây bằng điện thoại nha không chạy nha Liên Ngô làm được không đây mình điện thoại cho anh đi em làm. Bây giờ đổi điện thoại phải không? Bây giờ em khui điện thoại anh khui điện thoại em phải không? Dạ bây giờ hư không đền nha. Ừ bây giờ ai hôm trước là nó đền. Dạ không? Dạ. Ủa quá à? Cái này mới bự hơn nè, có uổng nè. Nè thử không? Thử, em thử. Thử là gì vậy á? Không, phải rồi. Ừ, ba đang ở đây dưới nè. Không không, để ngoài này nè. Phải phải phải, xích ra đi, xích ra đi. Để bỏ nó chạy ra chưa? Được. Ừ. 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 Có sao không? Không. Ừ, để cho nó, ừ. Dạ. Ừ, cái này được nè mọi người, không bể màn hình nha. Rồi nha. Rồi rồi hả? Đây là một thế rồi đó mọi người. Bây giờ thế thứ hai. Mọi người có coi mà trên TikTok của Trung Quốc á có anh phục vụ mà hay coi điện thoại mà bằng không có coi đăng trên TikTok á anh phục vụ mà đặt vậy nè. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người nha. Đây. Đây nè mọi người. Thì điện thoại thì mình với mọi người là coi bằng cái dưới đít đuôi sạc nha. Để coi trên đầu nha. Có gì hư dưới này dễ sửa. Hư dưới này dễ sửa. Hư trên này sửa mệt lắm. Đây, ba ngón tay mình cầm dưới đây. Hai ngón tay cầm trên. Đây nha. Nhìn kỹ nha. Nè, đặt
điện thoại vô, sao có đại diện cứng vô đây, mình lấy ra anh gọi là đây mọi người, không hư điện thoại nha, còn nha. Rồi sao có lần nữa không, phải đơn giản mà. Ừ đứng lên chơi cái này hết là đứng lên á, lỡ bay điện thoại cho máy thì máy thì được, thả nhau rồi là không có đền nha. Dễ quá à, cái này dễ nè, dễ không, dễ không, dễ dễ sẽ thử non này mọi người, đứng bia thử chai nữa không, đứng bia đứng bia. Giờ là Lê Ngô có mấy cái sao? Cái tôi đi bằng điện thoại dễ không? Dễ, cái này dễ không? Phải cái taxi hay là gì đó? Dạ. Có muốn thử thêm chai nữa không? Ba cái chọn cái nào? Sẽ bị hư lo đó. Hư. Rồi ba cái chọn cái nào đi. Cho tôi lại thêm một chai cái nào thử thôi. Ừ, làm cái nha. Thôi, cô ăn đi. Bữa em thì cô sẽ không. À, hướng dẫn cô bia nhưng mà sợ hư điện thoại mọi người ơi. Ừ, sẽ. Ê, trời. Ta cầm bóng tay nào gấu dính không? Dính vô, ừ. Tại vì tay em ướt sang sàn để mà nhảy xuống cái đây. Cái tay mình ướt chứ trời. Nè, mọi người ơi, mọi người mình chỉ mọi người nè ha. Mọi người cầm cái nào? Cầm đưa vô cái lỗ đuôi sạc luôn đây nè, cái lỗ nè. Cái đâu? Đưa cho nó sâu vô nha. Đây đặt cái lên nha. Đây. Đây đây mọi người nhìn thấy không? Vậy nào gỡ mới lên, còn mà để khơ khơ ở ngoài gỡ không lên đâu, xước điện thoại cho nha. Ừ. Đó, đưa đưa ngay lỗ đuôi sạc nè. Rồi đó, ờ, đó, vậy đó. Ừ. Em dăng chút bàn tay chút xíu. Bính vào gần ẩm đây luôn. Mọi người, thấy tôi ra bằng điện thoại dở không? Ngày hôm nay mình sẽ chỉ mọi người làm thêm một cái mẹo nữa nha. Là mình sẽ lấy nước. Đây. Lấy nước trong chai bia ra bằng cái điện thoại nha, nhưng mà không đụng tới đất dài à, nghe chưa, nghe chưa, nghe nói thấy ghê hiểu không? Đừng có lấy điện thoại cầm cầm cho đi nghe thôi, nhưng mà hôm đi để hưng có tâm được của ai nói xài à. Đây mọi người, bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người là cái cách mà lấy nước với chai bia ra, nhưng mà không có cần mà tới nắp nắp bia. Mình cầm điện thoại đây mọi người, mình sẽ gõ nhẹ nhẹ cho đây này. Đây. Mọi người đập một chút xíu có thể là dằn được cái nắp ra luôn á. Để mình đập thử ra nó dằn nắp không. Ơi, có khi này dằn màn hình không anh? Không. Sắp hết nha. Sắp hết chà bia luôn à. Ơi, à, lấy cái ly, lấy cái ly. Được rồi, được rồi. Em ơi, lấy cho anh mượn cái ly cái. Đi nào cũng được hả? Đây mọi người nè, cái nắp kìa. Nắp giờ lỏng le luôn nè, thấy không? Mà mình lấy móng tay rồi. Ủa? Thấy không? Mọi người thấy nắp lỏng là không? Giờ lấy nước được chai bia ra nữa nha. Mình đặt chút xíu mà nó mình có thể lấy được chai bia ra luôn đó. Để mình đặt mình lấy cái nắp chai bia ra luôn trong người ta. Vừa nhẹ thôi nha, đọc mạnh quá là nó sẽ bị khởi màn hình.
Dạ. Dạ mọi người. Ở đây nước vàng quá. Cắt tung cá luôn rồi, điện thoại luôn quá. À mọi người, thấy mấy cái cách mà phân biệt bằng điện thoại là dễ không? Dễ không? Dễ không? Làm gì được mà phải không? Dễ. Nhưng mà sao mới thông tin thôi à? Dạ. Rồi, mình kết thúc clip ở đây. Cũng xin cảm ơn tất cả mọi người và đã thời gian qua đã đăng ký ủng hộ kênh của mình nha. Thì kênh công thức vlog của mình thì bây giờ là đã được 1.000 sub rồi. Còn kênh công thức TV á 40 mấy ngàn sub rồi mọi người. Mọi người hãy ủng hộ hai kênh của mình nha. Cho kênh được đạt 100.000 sub đi nha mọi người. Rồi, mình kết thúc clip ở đây. Bye bye nha.